thiệu anh em, đây là lão đại nhá. Lão đại đầu trọc trọc này. Đấy, trúc sĩ này. Đấy. Hiện tại anh đang sở hữu điều to nhất Hải Phòng. Vâng, xin chào vỗ tay. Anh cười gái em. Chào anh em cái nhỉ anh nhỉ? Chào anh em nhá. Con này là bé nhất của câu lạc bộ của tôi. Ok anh. Anh em con chuối muối này. Hay quá. Mọi người. Ok. Ra dây, ra dây, ra dây. Cơ phản lực anh em nhá. Anh em đâu nhìn nhe răng ra cười cái nhỉ? Anh em nhe răng ra cười cái nhỉ? Thôi, xin chào anh em đã quay trở lại một khoảng trời riêng nhá. Hôm nay mình lại xuất hiện đây. Chào anh em, có bộ sáo khủng khiếp quá. Bộ này là D bao nhiêu anh? D175. D175 đúng không anh? Con này em thấy phải hai mấy quả ấy nhỉ? Con này là 9 cân. 9 cân đấy. Đâu, 10 cân 3 lạng. Vâng, hôm nay là anh em diều sáo đường bay 100m kết hợp với anh em. Anh em mình ở đâu rồi anh nhỉ? Thái Sơn ăn áo ạ. À dạ. Vâng, người góp diều, người góp sáo. Hôm nay sẽ bay em 11m của câu lạc bộ diều sáo đường bay 100m. Cùng với bộ này là hoa quay ấy nhỉ? Hoa quay. Hoa quay nải vải. Người. Dã man. Quả này nhẹ thôi, 6 cân, không gấp chân này em. Chưa đáp, em đã xong đâu. Chắc là đi lên 11 cân. Bây giờ mới về được điều của các anh đã xong bây giờ. Chưa đáp chân, đang làm, vừa làm xong đúng không anh? Chưa đáp xong rồi, đẹp đi. Anh ghép hình đi anh ơi, để em quay nhờ chút nhở. Muốn ta không có diều để về thả nên diều thế nhỉ. Mài nhẵn để còn vào nước nữa nhé, vào mấy nước. Còn vào sơn nữa không? Có chứ, đấy ra con nước sơn rồi. Chưa vào nước nào. Đây với cuốn. Giờ ít tới bay hết sơn ấy. Ấy, chân sáo là chân sáo cọc lối. Hết ý. D175 đúng không nhở? Anh nhở? Miệng này là gỗ gì ấy anh? Mít à? Ủa mít sao già thế à? Hay có bôi màu không? Chắc là bôi màu ấy nhở? Không không, mít già, mít gốc không anh? Cái gì? Ngược anh ạ. Cất đi cho anh vài à? Từng đầy mạng có liệu bay 11m không anh em? Úi dùi ôi, bộ sáo này. Hay là để đến chợ cấp nữa được không? Thái Sơn não kết hợp với anh em đường bay 100m anh em nhá. Hoa quài đêm 175. 9 cân. Đấy. Đấy. Màn đấy, âm đầu. Tí test diều, test sáo xem sao. Đây trắng 3 của này trắng tiếp với mọi người. Đẹp với nhau. Miệng đấy, không là nên vảy không ấy đâu mà miệng này gỗ đéo gì này. Mít anh, mít già đấy, mít gốc ấy. Mít gốc ấy. Sang phía này cái mít ta mà nó to này cái này. 9 cân. Hơn 9 cân ấy, 9 cân. Hơn 9 cân, 9 cân mấy đúng không anh? Sáng màn của ống. Đây là anh em tự làm đấy à? Ống này là che mai hay là che gì anh? Che gì mà ba cái trong mít tiếp. Che mai, thiếu che mai mới to này. Vâng. Siêu phẩm mà anh ấy 10m8 hay là 11m đấy hả anh Việt? 11m. Cái này khả năng là vai làm được, không phải đánh dấu vai thôi. Tự nhiên nó có đánh dấu nhau anh. Vai trên vai dưới có cả. Số nắng lên số 3 này. 3 thì dưới. Đó số đâu? À đây 4 này. Đây là một đánh dấu rồi này anh này. Đánh dấu đấy, vai trắng hay một đây là một đây. Quả cái dạ màn đấy. Nhưng mà lắp đây lắp sao được anh? Anh em phải bê vào trong bãi. Cái này mà ừ. Bê vào trong bãi. Bãi này làm đây này, bê đây này, lắp đây này. Mà mình lắp vào chỗ đâm luôn đi. Chứ không bê đeo nó ra. Tí nữa lắp luôn xong. Lắp vào đâu nhỉ? Lắp vào đâu lắp vào đấy thôi. Tất cả bê lên nhưng mà bê theo xuôi theo chiều xuống á. Ngàn một bên cánh rồi 3 khúc anh em. Thứ 3 anh xuống đầu cánh. Thuận thế kia ra để cánh không tự nhiên.
không đi đẩy hẳn ra ngoài này cho. Điều đoàn chung làm nhá. Gió hôm nay cũng là bình thường thôi, xem cho em nó truy đến cỡ nào nào. Đầu cánh cứng ngắc luôn. Anh em không được đâu. Không có bác. Nó đuổi đấy. Hả? Bạn nào cũng có ra nó đuổi đấy. Bê tông anh ơi lắp vào trong này đi. Đuổi không được đâu. Lắp trong bay cát đi anh ạ. Bay cát đi. Cho bay thích luôn. Để em sát nó. Để nó vất vả. Các bạn có cái đâm luôn. Nó được cái tiếp vào trong cùng kia cơ. Trong lúc chờ đợi lắp khung thì chúng ta sẽ quay ra đến Nhật Quang chuyên nhôm kính nhá. Anh em nào ở quanh Hải Phòng nếu mà có làm nhôm kính thì liên hệ với Nhật Quang nhá. Đọc pass hội diều sáo, câu lạc bộ diều sáo 100m là được free miễn 20%. Hay quá. Được không em nhỉ? Hay quá luôn. Ừ, đấy. Nhật Quang, khung nhôm cửa kính. Số điện thoại đây. Nhôm kính cao cấp 0585 866 886. Đấy. Sáo đâu? Này là rất đông luôn. Đấy. Cõng bộ hoa quài này, con Nhật Quang là cõng bộ hoa quài này nha anh em nhá. Dù lặng phết đấy. Ôi, miệng nó dày nó cao như là. Vội có chức cái sao ấy nhở, qua anh nhở? Đây bảy mấy đây? Bảy mươi à? Chắc không? Mắt nó kém lắm rồi. Chỉ tầm đấy. Ôi đẹp. Đẹp luôn đấy. 11m. Trên một loạt con bé đây lờ đờ quá. Tầm này đang là tầm 2 giờ rưỡi. Gió có vẻ hơi mạng. Ép vào thả cái chiều hết thời gian rồi. Tối lắp xong thì tối về bắn bia mà. Nó lại bắt đầu nổi anh em ạ. Trên lại kêu ầm ầm rồi. Ủa gì anh? Như cái thuyền như còn gì nữa. À đâu rồi? Quay làm hộ ra cái diều này cái em nhở. Để cho anh em mình ngắm nghía tí nhở. Nằm đây em, nằm ra nhìn nó mới to. Rất to anh em ạ. Quá to luôn. Gần 10 cân anh em ạ. Từ đó em phải đo nó sáo đó xem là nó cọc vào. Cọc cuối cùng. Buồn ngắn quá. Cái ngắn rồi. Sao? Ngắn cho cọc vào bụng ra cọc vào à? Cái này nó lách kẹt. 175. Đây 1 mét. Cọc này phải dài, cọc này dài 60 chứ. Thôi được rồi, cứ cọc ở đây được. Thôi thôi. Thôi thế đâu, nếu mà nói đúng là nó phải dài cả mét thì. Thôi được rồi, công tầm thật chúng nó biết. Biết xem con chiều 175 anh nhỉ? Anh ấy bây giờ không chằng vào lên nó xoay ngay. Bây giờ không chằng khớp nối vào nó xoay sáo ngay ấy. Một cái xong rồi dây chạy nó như này là cọc về cả được. 9 cân. Dạ, 2 cân đấy. Ok chứ anh? Hả? 2 cân. 10 cân, 10 cân thôi. Dạ mà. 10 cân thôi. 10 cân.
Con này có một này vừa miếng. Và tiết máy zigzag hết anh em nhá. Lên lên dây với đủ. Trong hai lần này. Vòng hai vòng đi. Quanh nhân viên này 2.2 lắm rồi. Chạy mất ra trên cầu. Hay ông thông buộc vào chứ. Ngày chỉ còn biết mạng sau anh ngắm sấp. Sấp. Sấp này kéo cái sau lên. Sấp này kêu gì anh? Sấp quá, kéo lưới đi, kéo lưới đi. Bên này kéo xuống. Sấp quá, sấp quá. Nhả dây ra cho tưng lên. Cao sáo đi. Cho nó ngẩng lên chứ bên nhà anh, bên anh Việt sao chứ. Ra gục quá, cao. Cho nó đứng cái sáo lên thì sấp sấp quá. Kéo ra chỗ xuống được rồi mình chỉ rồi. 165 nó 11 cân. Cộng đôi. Đấy, tầm này đi. Dây ối trời ơi. Dây lặng anh. Chả lặng. Chả lặng. Vâng, chưa dây bị ăn đi anh em nhá. Chói dài mấy cái. Chói dài. Nó này gọi là đủ lên thôi. Xem bộ này ấm đầu như nào. Chưa kịp bắp chân. Chưa kịp vào thêm mấy nước nữa. Gió nhằm kết hợp. Người có diều có sáo 175. Có đi trước tổng một tranh vậy. Đây 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 đang chẳng sáo sáo xoay. Đi rất xa rồi mà chưa hết khung hình. Kêu đấy. Chiến rồi. Đúng một huyện người luôn. 11 mét diều đoàn chung. Sáo của anh em Thái Sơn An Lão. Hoa quài đêm 175 9 cân 6. Vẫn còn đang đợi hoàn thiện. Hôm nay là gió đẹp nên là kết hợp để test âm test diều. Đây là tùng ba số. Rồi đang ra dây rồi anh em ạ. Còn dây bẹ 250 mét. Con diều anh em nhá, chủ sĩ anh Trần Việt chúng ta. Bang trưởng câu lạc bộ diều 600 mét. Khủng khiếp. Gió lên đẹp lắm anh em ạ. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Gió tầm này tự dưng lại thật cực to luôn. Ôi em ơi, buộc dây chưa? Chưa anh em, phải lùi diều về để buộc. Ôi,
Anh em nhá. Anh em đâu nhìn nha răng ra cười cái nhỉ? Anh em nha răng ra cười cái nhỉ? Đó, tầm này tự dưng lại rất đẹp và đều luôn anh em ạ. Chưa buộc được. Màn comeback một khoảng trời riêng với siêu phẩm 11m. Và anh em đường bay 100m anh em nhá. Hoa quả đêm 175 của anh em Thái Sơn An Lão vẫn đang hoàn thiện, hôm nay test âm quá vui luôn. Anh em chờ giây lát nữa thôi là diều lên rồi. Xoay diều lại tí lướt anh ơi. Anh tớ lên đây một tí nữa. Anh tớ lên đây một tí nữa không mà nó vướng. Đúng rồi, xa xa ra một tí, diều to mà. Đúng rồi. Đứng chắn nó chú. Lip. Lip đang.
gốc dây anh em nhá, ngay dưới gầm cầu vào tụ luôn. Sáo hiện tại là không kêu được. Sáo không kêu. Rất ngon, diều rất ngon. Sáo hiện tại phải mềm, mở thêm anh em nhá. Anh em mười mấy anh em tập trung là chuyển dây anh em nhá. Tại vì nó ngay trên cầu này sợ nó phạt ra cầu. Nên anh em phải lần để chuyển gốc. Lần nó ra kia rồi nó vào cầu, cầu ngay bên này. Nuôi cống đi thì cũng cơm nhỉ. Anh Thảo ở gốc đi, tí anh Thảo cởi. Anh cởi, cởi. Buộc ống này nó cứa vài, cứa đứt ngay. Cứa đứt ngay. Cứa đứt ngay. Anh nghe. Anh nghe. Bỏ hết dây ra cho nó bay tự nhiên thôi. Không, cứ bỏ cởi, 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 cởi cọc ra để nó bay tự nhiên thôi. Nó hạ xong là xong. Anh em ơi, con tốt này mình trôi được, cẩn thận. Ông nào ghét bộ này thì mở miệng đi. Đi đi anh em, con bò đi đâu, con bò đi đâu. Đi ăn trên cao rồi đây. Găng tay đi đâu, lên đầu đi, găng tay đi đâu. Nhiều người mà găng tay đi đâu. Đây. Sáu lít. Quả cái không kêu được nhau, ngọn kêu được tí. Đâm lên mong là kéo xuống để tìm chỗ buộc. Đây ngay cầu nguy hiểm lắm. Tội là kêu kinh ý, mỗi tội là miệng béo. Lít. Hãy subscribe.
ngon rồi. Ok.